Vâng, xin kính chào tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với kênh Nhà Đất Văn Nguyễn nhé. Hôm nay thì em gửi đến cho mọi người xem một mảnh vườn bám theo trục đường nhựa này là 210m mọi người nhé. Một mảnh vườn nói chung là siêu rẻ luôn. Đó, trục đường rất là đẹp nhá, ngay dân cư đây nhá mọi người nhá. Đó, xung quanh có nhà thái to này. Một trục đường rất là đẹp luôn này. Đó, và mảnh vườn hôm nay em đi quay cho mọi người đây, sát bên nhà bác hàng xóm này nhá. Đó, mảnh vườn này thì nó có vị trí tọa lạc tại xã Nhân Đạo, huyện Đắk Lấp, tỉnh Đắk Nông mọi người nhá. Đó, một mảnh vườn có diện tích là hơn 1 hectare này, nằm ngay khu dân cư như thế này luôn. Dân cư đi cách đây khoảng 200-300m nữa thôi là tới khu buôn bán rất là tấp nập rồi nhá. Và mảnh vườn này quý anh chị mình xem là chị giật mình luôn này. Đó, bám theo trục đường này là 210m mặt tiền đường này. Và gia chủ đang bán với mức giá chỉ có hơn 7 triệu trên 1 mét ngang thôi nhá. Đó, một căn nhà vườn cực đẹp luôn. Khi lúc sốt thì theo thông tin từ chính xác từ mấy bác hàng xóm này, như là chủ nhà luôn, là người ta chấm 7 tỷ rưỡi rồi không bán nhá. Nhưng mà hiện nay là gia chủ đang ngộp đó, nên cần bán sang nhượng mảnh vườn này với cái giá là cực kỳ là rẻ luôn. Đó, mọi người xem hết video để biết thêm chi tiết nhất về mảnh vườn này nhá. Chỉ hơn 7 triệu trên 1 mét ngang thôi. Đó, đi từ đây mà di chuyển ra tới quốc lộ 14A là mất khoảng, nếu mà theo đường chính có hai đường nhá, một đường thì chỉ cho 7-8 cây thôi, còn một đường á, là 10 cây nhá mọi người nhá, 10 cây số. Đi hoàn toàn là đường nhựa như thế này này. Đó, ngay ra dân cư buôn bán đồ gì thì nó mất chậm mấy trăm mét thôi. 1 km đổ lại là dân cư ở đông đúc hết rồi nhá. Trục đường này là trục đường thông này. Đây, đất của mình là rất là đẹp luôn mọi người này. Mặt đường nhựa của mình là đường nhựa lớn nhá mọi người nhá. Trên đất của mình thì đã có một căn nhà xây cấp 4, có điện đầy đủ hết rồi nhá. Đó, nhà xây này nó đầy đủ hồ sơ. Nói chung là gia chủ ở đây sinh sống được, mình mua mảnh vườn này mình làm ăn kinh tế rồi là quá là ok luôn này. Đó, ngay dân cư bao đẹp cho mọi người nhá. Từ đây mà chúng ta di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh là mất khoảng 200 km thôi. Đó, giờ em sẽ vào căn nhà vườn này, em quay cho mọi người xem chi tiết hơn về mảnh vườn này nhá. Đó, và em sẽ báo giá luôn cho mảnh vườn này. Một mảnh vườn có tổng diện tích là 1 hectare, có nhà xây cấp 4 như thế này. Đó, nhà xây cấp 4 đầy đủ, bám 210m mặt tiền đường nhựa này nhá. Mọi người không nghe nhầm đâu nhá. Đó, ngay dân cư luôn này. Mà giá bán nguyên lô này gia chủ đang bán chỉ có 1 tỷ 600 triệu thôi. Đó, khi xưa là 7 tỷ rưỡi, lúc sốt là không bán nha mọi người nhé. Mà bây giờ mọi người mua với cái mức giá này thì quá rẻ luôn này. Mặt đường của mình là chạy tuốt vào trong này luôn, nó đang còn xa lại cho mọi người nhé. 210m mặt tiền đường nhựa, dài miên man luôn. Đây là căn nhà vườn của mình này, có nhà xây cấp 4 nhá. Đó, nhà xây là đầy đủ hết rồi quý anh chị nhá. Có điện đầy đủ, điện 3 pha hết rồi này. Nhà xây là khá là rộng rãi khang trang, nhưng hiện tại thì gia chủ chưa có đây, nên không có quay chi tiết ở trong nhà được. Nhưng mà nhà này thì quý anh chị mình nhìn là một gia đình ở khá ok hết rồi nhá. Đó, đằng sau là có hồ tiêu, có trái cây này đủ loại luôn. Đó, giờ em sẽ đi ra vườn, em quay chi tiết cho mọi người xem chi tiết hơn về mảnh vườn này nhá. Quý anh chị mình có cửa tiền này, muốn mua mảnh vườn này thì liên hệ ngay cho em nhé. Duy nhất một mảnh vườn giá rẻ như thế này nhá, chỉ có hơn 7 triệu trên 1 mét ngang thôi. Đất của mình này đã có sầu riêng đang cho thu cũng khá là nhiều nhá. Sầu riêng này đang chuẩn bị thu rồi mọi người này. Đó, đó, có mít thái là đầy đủ hết, mình đang cho thu luôn nhá. Mít thái rồi là hồ tiêu này.
Mảnh vườn này thì đó, nó âm nó thấp hơn mặt đường một xíu thôi. Nó thoải thoải, đất rất là đẹp nhé mọi người nhé. Ở đây thì quý anh chị mình làm một mảnh vườn như thế này, và làm một vườn sầu riêng thì bao đẹp luôn. Đó, xung quanh thì lát em sẽ qua bên kia em quay cái vườn sầu riêng cho quý anh chị mình xem này, bác hàng xóm nhé. Đẹp, ngất ngây luôn. Đó, mít thái đây mọi người này. Mít thái rồi là sầu riêng này. Đó, đây có cây sầu riêng bao trái luôn này. Đó, mít thái, sầu riêng, hồ tiêu. Nói chung là vườn này là đang còn hồ tiêu thu và một số sầu riêng thu và mít thái mọi người nhé. Đó, sầu riêng này, trái chữ cây luôn. Quý anh chị mình mua vườn này là có sầu riêng ăn luôn này. À, một mảnh vườn giá cực kỳ là rẻ nhá, rẻ nhất tỉnh Đắk Nông này luôn đấy. Chỉ có hơn 7 triệu trên một mét ngang thôi mọi người nhá. Sầu riêng đây. Đó, vườn này khá là đẹp nhá. Chung ở đây thì đất loài loài thôi, không dốc cho mọi người nhá. Đất thoải thoải thôi. Trồng sầu riêng thì bao vít luôn này. Đó. Quá trời trái nhá. Sầu riêng này là tầm khoảng tháng nữa nó bắt đầu một số cũng cho thu ăn được rồi này. Đó. Trái tầm này thì lớn rất là nhanh nhá. Tháng 2 tháng nữa là có sầu riêng thu rồi. Đó, thế đất của mình thì nó cứ triền nhẹ như thế này nhé mọi người nhé. Ở phần phía dưới như thế này thì đang còn hồ tiêu đang cho thu mọi người này. Hồ tiêu này là đang thu nhé. Chung là cũng không còn được xuân giống hồi xưa, nhưng mà mình cải tạo lại được này. Ở đây thì quý anh chị mình có thể trồng cà phê, xen thêm sầu riêng. Hồ tiêu này thì chắc là năm vừa rồi trái sai, năm nay thì có vẻ hơi trọc. Đó, vật cựa vẫn đang ra rất là nhiều nhé. Đó, đang còn hồ tiêu đang cho thu như thế này mọi người. Vườn này mà quý anh chị mình trồng sầu riêng vào đây nữa thì quá tuyệt vời luôn. Chưa có một mảnh vườn nào mà giá nó lại mềm như thế này nhá. Và chưa có giai đoạn nào mà mình được mua. Cái giai đoạn là đất đang nói chung là cũng rất là sôi động rồi, nhưng mà mình mua được một mảnh vườn giá rẻ như thế này thì rất là hiếm nhá. Gia chủ đang cần bán 1 hect bám 210 mét mặt tiền đường. Chỉ có 1 tỷ 600 triệu mọi người không nghe nhầm nhá. Lúc đất sốt là chỉ có lúc đất sốt là người ta trả 7 tỷ rưỡi không bán đấy. Quá kinh khủng luôn. Mà bây giờ gia chủ đang cần bán gấp giá rẻ nhá. 1 tỷ 6 thôi. Chất đất đây đi lún chân luôn này. Đất đỏ. Đó, phía dưới chân này thì có một chút xíu thôi, là hơi dốc thôi nhé. Còn đa số là triền triền nhẹ mọi người nhé. Đó, đã còn hồ tiêu đang cho thu như thế này mọi người nhé. Năm vừa rồi là trái sai nên năm nay nhìn chọc thôi, nhưng mà mưa xuống là đâm chồi lại nục lại, lại đẹp lung linh luôn. Đó, tính theo giá mặt đường thì chỉ có hơn 7 triệu trên một mét ngang thôi mọi người ạ. Mọi người không nghe nhầm đâu nhé. Giá cực kỳ là rẻ luôn cho một mảnh nhà vườn này. Nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì không còn đâu nhé. Đó, đây. Đó, vườn của mình bao đẹp luôn này. Đó, ranh của mình là tới cái bụi tre này nhá.
Phía bên kia là bác hàng xóm trồng sầu riêng này. Đó, sầu riêng ở đây thì trồng rất là hợp luôn. Đẹp tuyệt vời nhá. Mảnh vườn này thì quý anh chị có thể trồng phá bớt cái tiêu này đi, mình trồng hết sầu riêng sen cà phê thì bao đẹp luôn này. Đó, trên này là đường đi lên dân cư. Dân cư ở trên này đã có điện đầy đủ hết rồi nhá. Chung là một mảnh vườn cực đẹp luôn. Phải nói là giá cực rẻ cho quý anh chị mình đầu tư nhé. Đó, mặt đường như thế. Mặt đường rất là lớn nhé. Di chuyển ra quốc lộ 14A khoảng 10 km mọi người nhé. Còn nó nằm tới dân cư đông đúc thì mất khoảng 1 km thôi. Đó, buôn bán các loại luôn này. Một lô đất cực kỳ là thơm luôn nhé mọi người nhé. Đó, nhà vườn bám đường nhựa dài miên man luôn. Nhà xây cấp 4 hết. Mình chỉ dọn vào đây tân trang cái lại thành nhà mới ngay.